nhiều dê nhỉ các bạn ơi. Hôm nay là rất là nhiều dê nhé. Đấy, con này là một chợ dê, biển dê các bạn. À, tại sao lại nói là biển dê? Bởi vì là dê hôm nay khá là nhiều, nhiều so với mọi hôm rất là nhiều các bạn. Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tây Bắc TV. Vâng, chúng ta đang đứng ở chợ dê, lạc vào chợ dê các bạn, lạc vào chợ dê ở chợ Cốc Ly. Và chợ này diễn ra vào sáng thứ ba hàng tuần nhé mọi người nhé. Đây có một em dê cái này, chắc là dê con đây các bạn. Đấy, hôm nay nhiều dê lắm. Thì để đếm số lượng ngày hôm nay thì là nó cũng rất là nhiều. Và mình áng chừng nó rơi vào tầm 7-80 con các bạn. Khá là nhiều, 7-80 con là khá là nhiều rồi các bạn. Thì mỗi hôm nó ít hơn, hôm nay thì rất là nhiều. Đấy, đây có cặp dê giống này. Trên này đây các bạn này. Ở đây cũng có đây. Con dê này mình xem con dê này mới sinh ra này các bạn ơi. Mới sinh được vài ngày. Nó nhỏ như một con mèo các bạn. Đây, nó nhỏ như một con mèo. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, nó nhỏ lắm các bạn. Không biết là một con nữa của nó đâu. Thế mọi người chọn dê là hay xem cái lườn của nó à bác? Cái lưng của nó ấy. Tôi đang xem răng và xem thịt. Xem ở đoạn này à? Gầy lắm. À, con này thì xương nó nhô các bạn. Đấy. Chắc là mọi người hay xem đấy. Nếu mà con nào có mùi hôi quá thì nó phát mùi ra các bạn. Nói chung là dê thì con nào cũng nó hôi, nhưng mà con nào hôi quá là nó phát mùi ra. Chọn dê thì mọi người chọn cái lằn này, sợ ví dụ này, ví dụ như con này này các bạn này. Đấy, mọi người xem dê thì mọi người xem ở cái vai trên này các bạn, cái vai là các bạn biết là con dê đấy gầy hay béo, bởi vì là có khi là nhiều con dê nó ăn nhiều ấy, bụng của nó béo to nhưng mà cái vai trên nó chưa độ béo các bạn, nên dê nó không đạt về độ thương phẩm, nó không đạt các bạn. À, con dê kia ăn cỏ kìa các bạn ơi. À, đây có một con dê mẹ to chưa. Đấy. Đây là con dê con nó này. Giờ các bạn nhé, thấy mọi người xem dê tàn sờ vào vai trên của nó thôi, xem nó có béo hay không. Đây một cái lồng tàn dê con nhá, tàn dê giống ạ, đôi 4, 6, 7 con, tàn dê giống các bạn. Là dê con mang về nuôi. Đấy nha, bác đấy, bác cái sợi ở trên lưng này. Đấy. Xem nó có béo hay không các bạn. Có con béo thì tự tận ra mà bán. À, đây có mấy con dê đực nhỏ này các bạn ơi. Đây, dê đực nhỏ này. Đây có con dê đực. Đây có ba con dê đực. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con dê này giống khác nha anh nhỉ? Đây. Ở tai nó to. Ở đây là mỗi con đây là khác. Con này mà không có sừng nữa thì mình đi vào rừng mà gặp chắc mình chạy rồi. Con nào cơ anh? Con này này. Làm sao ạ? Con này mà không có sừng nữa thì mình đi vào rừng mình tưởng là con gì, con này, con gì. À. Con này. Kiểu tai nó to thì cái này giống khác mà. Giống bật dưới đấy. Bật dưới. Không ở miền khác nó có đầy giống này. Hà Giang toàn dê đấy. Ờ đây họ toàn dê giống dê này thôi. Chứ mày dài như này nó bán 140 một cân cơ. Cái đó đi xuống nó bán này. Ở trên mình là toàn giống dê to, dê tai nhỏ. Đấy lùng khánh yên đấy á, lùng bán 134 đây này cứ biết mà đến bán đây á, đây chợ đây chả không bán được mấy con điện mấy mấy thợ là cái nó bảo chưa mổ lên nào chán cái điểm nào cân nó như nào thì bọn tôi mua một con dê được về cho nó mổ xem lần sau sẽ xong cho bạn lấy xe. Nhưng mà trên mình là có thằng nó lại thích dây ra nó có sụt sùng như này này, nay lại là lấy đất con này bụng to chửa rồi mà bụng to ghê. Ừ, con này đấy hay cặp cặp. Con này neo lùi ác lắm đấy, neo trèo. Chứ là sân này nhá. Tàn này tay khô. Ô cái giống nó về ấy mày. Cái dòng này thế. Đây cái con của nó này cũng tai nó to. Mình thấy nó lạ đấy, ở cái miền khác đầy. Đấy, cỏ ở dưới thì không ăn mà thích ăn cái cỏ ở trên cơ mà. Đấy. Dê nó thích neo trèo kìa. Ví dụ cặp to này bao tiền bác? Cặp to mẹ con này. Cặp cái con cặp này này. Bắn vo đấy, vo đấy. Yeah.
chuẩn gì lắm á. À, đây con dê đực, con này con đực thì sao nhỉ? Con này to phết các bạn, xem béo nhỉ. Con này về mua đầm giống các bạn. Dê hôm nay nhiều lắm mọi người ơi, rất là nhiều nhé. Đấy, chúng ta đang đứng ở chợ Phúc Ni, sáng thứ ba hàng tuần nhé các bạn nhé. À, mình vừa đã hỏi rồi, giá nó dao động, nói chung là rất là nhiều các bạn, dao động từ 80 đến 140 này. Đấy, tùy vào loại dê cái, dê đực, dê dê giống các bạn. Đấy, hôm nay nhiều dê, công nhận là nhiều dê các bạn, buổi sáng rất là đông. Thì là các bạn mua dê thì tốt nhất là các bạn nên tranh thủ đi sáng sớm các bạn. Còn đi muộn mình sợ lại người ta chọn hết những con dê đẹp, dê béo. Ba mẹ con này. Ba mẹ con này. Bao tiền? 5 triệu. Hả? 5 triệu. Thế mẹ con này bao nhiêu? Cả ba con á, mua 2 con thôi. Con nào hai con nào trắng này, hai con trắng á, 3 triệu. Ôi, nhà người ta giả 2 triệu mấy cũng bán. Vạn đéo, giỡn thật. Mẹ mình xe đồng nhau. Thầm á, 2 triệu mình lấy không? Mua vò các bạn. Đây 200 mấy này 1 tấn đi. Kịch giá hay mua cao nhất mà giá hơn rồi chúng cứ bán mà sao thế, lấy 5 triệu mới vẫn sống lấy đâu. Ở nhà người ta mua zin con mẹ người ta giả 2 triệu 2 không bán rồi. Cả cặp mà lấy bao nhiêu? À giống như này món tàu à, cả cặp mày lấy bao nhiêu? Không có tiền đi dù dù nè. Ở đang ba ơi, mày lấy nguyên hai con này chuẩn bao nhiêu? 3 triệu anh trả đúng giá cho bao nhiêu? Anh vừa thì anh giao lưu 2 triệu 2 nhá. 2 triệu 2 không bán đâu, nó ở nhà người ta là 2 triệu 2 con riêng con mẹ rồi. Ai vậy con mẹ? Ta má. Cái này con kia là khác đàn sao nhỉ, đúng không? Đúng rồi. Nhìn đây. con kia là con mẹ đây mới ăn rồi. À, con mẹ là bị vào thương phẩm rồi. Giờ mất lề rồi cho. Thế cặp này bao nhiêu? 3 con này bao nhiêu? Cái này là của anh kia. 5 triệu đấy. 3 con kia 5 triệu một. 4 triệu à? Nói chung là mua vo à? Khi đấy là cái khí cụ lấy là. À. Khi... 4 triệu nha. 1 triệu. Thật là bao nhiêu? Chuẩn là bao nhiêu? À, anh giả 46 nhỉ? Thế bán cho anh đi. Anh giả 46 thì bán cho anh. Con này nhiều dê nhiều mà, con này nhiều dê thật. Con này nó quá nhiều dê luôn các bạn. Nói chung là ở đây thì là các bạn có thể là mua vo các bạn, hoặc là mua theo cân. Đấy, nếu mà bác nào mà chuẩn, mà ước lượng được, mình đoán chuẩn đấy, theo kinh nghiệm thì các bạn có thể là mua vo. Thì hoặc là các bạn có mua theo cân thì là không biết là không biết là người ta ở nhà có cân sẵn không. Cái này mình không biết, có một số người thì họ cân sẵn ở nhà các bạn, để người ta ra là có thể là chơi mua vo hoặc là bán theo cân. Có người thì họ cũng không, họ này tính theo kiểu khác, ví dụ như là họ mua, ví dụ cặp này là, ví dụ con này đi tầm 3 triệu, ví dụ vậy 3 triệu, thì lên chợ người ta mua phiên trước, người ta có thể lên đến đây người ta bán hơn một tí. Đấy là trường hợp mua lẻ một con mà không phải nhà nuôi mà bán theo vo. Đấy, nó nhiều kiểu đó các bạn. Đấy, ok, cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn các bác rất là nhiều. Thì các bác muốn mua ngựa à, mua dê
các bạn có thể nên nên vào buổi sáng sớm thì là tốt nhất để chọn cho mình những con dê đẹp. Đấy, vào sáng thứ ba hàng tuần ở chợ Công Ly nhé các bác nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.